Và ở đây chúng ta sẽ học qua tiết 18 của phần hình học, chúng ta sẽ ôn chúng ta sẽ chuyển qua các phần chương 2 vì chúng ta đã ôn tập và kiểm tra giữa kỳ xong rồi ha. Rồi, tiết 18 ở chương 2 đó là chúng ta nghiên cứu về chương tam giác. Và bài hôm nay chúng ta nghiên cứu cụ thể đó là bài tổng ba góc của một tam giác. À, các bạn lật tới trang 108 thì phải. Này, đây là chương 2, là chương tam giác. Này, trong chương này có một cái định lý rất nổi tiếng, đó là định lý Pythagore. Thì người ta có giới thiệu về nhà toán học Pythagore ở đầu chương. Các bạn có thời gian sẽ tìm hiểu về nhà toán học Pythagore để khi chúng ta nghiên cứu đến định lý Pythagore, chúng ta nắm được cái tiểu sử về nhà toán học Pythagore. Rồi, bài hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về bài tổng ba góc của một tam giác. Bài số 1. Tổng ba góc của một tam giác. Trong cái nội dung bài số 1 này chúng ta sẽ có 3 nội dung. Rồi, 3 nội dung chính ha. Nội dung thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu về tổng ba góc của một tam giác thì nó có đặc điểm gì đặc biệt. Rồi, nội dung thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu về áp dụng cái tổng ba góc này vào trong tam giác vuông thì như thế nào. Và nội dung thứ ba thì chúng ta tìm hiểu về góc ngoài của tam giác là góc như thế nào và nó có tính chất gì. Thì phần số 1 chúng ta sẽ tìm hiểu về tổng ba góc của một tam giác. Rồi, để tìm hiểu về nội dung tổng ba góc của một tam giác, các bạn sẽ vẽ cho cô một cái tam giác bất kỳ ha. Vẽ một tam giác bất kỳ, đặt tên cho cô cái tam giác đó. Rồi, chẳng hạn như cô vẽ tam giác ở vị trí như thế này. Rồi, muốn vẽ một tam giác thì chúng ta sẽ vẽ ba cạnh của nó. À, vẽ ba cạnh của nó rồi chúng ta sẽ viết tên cái tam giác này vào. Rồi, chẳng hạn như trong trường hợp này là cô vẽ ba cạnh, đó là cạnh AB, cạnh AC và cạnh BC. Rồi, tức là cô muốn vẽ tam giác này, cô đang vẽ đó là tam giác ABC. Rồi, cô ghi tên tam giác này vào đây, tam giác ABC. Rồi, sau khi vẽ xong tam giác ABC thì các bạn sẽ cùng thực hiện với cô một cái công việc như sau. Chúng ta sẽ dùng thước đo độ để đo số đo của góc A, góc B và góc C trong cái tam giác này. Vậy thì khi đo góc A, các bạn để ý nha, góc A nó được tạo thành bởi hai cái đoạn thẳng đó là AB và AC. Thì góc A nó ở vị trí này đây ha, các bạn sẽ đo từ cạnh này qua cái cạnh này bằng thước đo độ. Góc B ở vị trí này. Rồi, góc C ở vị trí phía bên này, chúng ta sẽ dùng thước đo độ để chúng ta đo số đo các góc ABC và viết cho cô số đo. Rồi, các bạn thực hành đối với cái hình vẽ của các bạn nha. Bây giờ khi mà các bạn thực hành đọc thước thì các bạn lưu ý cho cô việc này. Ví dụ như là muốn đo góc thì chúng ta phải sử dụng thước đo độ. Trong cái thước đo độ này nè, chúng ta thấy nó có một cái phần này người ta gọi là tâm của thước nè, cái chỗ giao nhau giữa cái đường thẳng 90 này và cái đường ngang không này, thì cái chỗ này người ta gọi là tâm của thước. Và nó có hai vòng số, một vòng số là từ số 0 đến số 180, một ngược lại, một vòng số nữa cũng từ 0 đến 180. Khi đọc thước á thì chúng ta muốn đo góc, chẳng hạn như bây giờ cô đo góc B thì cô phải đọc thước trùng với lại cái đỉnh B. Rồi, đọc thước trùng với đỉnh B ha. Và vạch không độ này nè, chúng ta phải đặt nó trùng với lại cái đường mà chúng ta đã vẽ nằm ngang hoặc ở dưới này. Rồi, nếu để như vậy á, các bạn nhìn thấy nó hơi khó. Một là các bạn sẽ dùng thước, các bạn kéo dài cái cạnh này ra để các bạn đo coi nó là bao nhiêu. Còn trong này á, thì cô cho cái thước này nó nhỏ lại để các bạn nhìn cái
cái cạnh này cho nó dễ nè. Đó, bây giờ nó như thế này. Đó, thì ngay chỗ này các bạn đếm nè. Đây là 0 nè. 0 là ở vòng số phía bên ngoài nè. 10 nè, 20 nè, 30 nè, 40 nè. Là đến vị trí này. Này, đó là 50 ha. Ngay số này là 50. Hình vẽ này cô đo được góc này bằng góc B này bằng 50 độ. Cho nên cô sẽ viết cái số đo của nó vào đây là 50. 50 độ. Rồi. Các bạn tiến hành đo góc và ghi số đo vào trong hình vẽ cho cô nha. Rồi, cô mời một bạn đọc thử cho cô số đo trong cái hình vẽ của các bạn. Các bạn sẽ đo góc B được bằng bao nhiêu độ rồi, bao nhiêu bạn đo được rồi, giơ tay thử cô coi. Các bạn không đo góc B, các bạn đo góc khác cũng được, miễn là đo được số đo của một góc. Rồi, có 5 bạn đã đo được rồi. Rồi, cô mời Duy Anh đọc cho cô số đo trong hình vẽ của em. Em chưa đo được rồi, em không có thước. Rồi, cô mời một bạn khác. Cô mời bạn nào giơ tay để đo được rồi. Cô mời Phong. Phong ơi, đâu rồi? Cô em mời quên Bác Hạnh. Hạ xuống coi. Ui. Bác Hạnh. Dạ thưa cô là bằng 45 độ. À 45 độ, rồi ghi nhận số đo của bạn như thế ha. Bên hình vẽ của cô là 50 độ, bạn vẽ hình khác cho nên bạn đo 45 độ. Rồi cô tạm ghi cái số đo là bạn bán hành bạn đo được là 45 độ, cô ghi ra đây. Rồi 45 ra đây ha. Tí nữa tính tiếp. Rồi bán hành tiếp tục đo, tí nữa cô sẽ hỏi tiếp cái số đo của góc kia. Rồi bây giờ chẳng hạn như cô đo tiếp góc A. Góc A thì các bạn thấy nè, đỉnh của nó ở vị trí này. Hai cạnh của nó đây, cho nên các bạn phải đặt thước này, các bạn quay cái thước này đi. Rồi, quay cái thước này làm sao đó để cho cái đỉnh này nè, cái đỉnh A này nó trùng với cái tâm của thước. Rồi nếu như thế này á thì các bạn quay thước vậy các bạn chưa thấy nó trùng vào với cái cạnh của thước này. Rồi, nên các bạn phải quay cái vạch số 0 trùng với lại cái đường mà mình đã xác định đây. Mình đã vẽ đó. Đó, vậy thì vạch số 0 trùng với lại cái điểm này rồi. Rồi tới bây giờ thì các bạn sẽ đọc số đo ha. Vậy thì cái góc A này nó tạo bởi cạnh AB và cạnh AC mà mình đã đặt nó vạch số 0 trùng với lại cái cạnh AB rồi. Sau đó các bạn sẽ đo từ đây nè, từ 0 nè. 0 là các bạn thấy vòng số phía bên ngoài 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Và đến vị trí này cô thấy đây là 95 độ ha. Là góc A của cô là đo ra trong hình vẽ này là 95 độ. Rồi cô viết nó vào đây là 95. Rồi bây giờ tiếp tục nè, cô đo góc C, cô lại phải chuyển cái thước lại vị trí ngang như thế này. Rồi đưa vị trí này lên trùng với lại đỉnh C. Rồi chỗ này cô sẽ điều chỉnh sao cho cái vạch số 0 này nè, nó sẽ trùng với lại cái cạnh mà cô đã vẽ đây. Rồi vậy đây là vạch số 0 mà cô đang tính vòng số phía bên trong này. Đó, bây giờ các bạn coi điều chỉnh làm sao cho đỉnh C, cái C này phải trùng với cái tâm của thước. Còn vạch số 0 thì sẽ trùng với một cạnh của thước. Này, trùng với một cạnh của thước ha. Vậy thì chỗ này cô đọc thấy số đo của nó. Các bạn nhìn thấy số đo. Cô mời một bạn đọc thử cho cô cái số đo của cái góc. Góc C này coi nó bằng bao nhiêu vậy? Này, góc C. Bạn nào nhìn thấy số đo đọc giùm cô đi. Thư, bao nhiêu độ Thư? Dạ, cô là 35 độ. À, đây là 0, 10, 20, 30 đến vạch giữa này là 35 độ. Rồi, đồng ý là 35 độ ha. Rồi, vậy cô viết số đo vào đây là 35. 35 độ là góc C. Rồi, bây giờ Bá Thành đọc tiếp cho cô hai góc kia, một góc 45, một góc bao nhiêu nữa Bá Thành? Dạ thưa cô là góc A của em bằng 100 độ. Góc B này bằng 45, góc A em vẽ bằng 100 độ. Rồi. Còn góc C? Còn góc C của em bằng 35 độ. À, góc C bằng 35 độ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử ha. Bây giờ cô cộng nè, kết quả trong cái hình vẽ mà cô vẽ tam giác ABC một góc 50, một góc 95, một góc 35. Thì góc A cộng với lại góc B cộng với lại góc C trong cái hình vẽ của cô á, là cô lấy 50 cộng 95 cộng 135. À, cô xin lỗi, cộng với 35. Thì kết quả nó ra là bằng,
ui vào đây nha, 95 cộng với 50 cộng với lại 35. Rồi bạn nào có máy tính bấm nhanh dùm cô với kết quả sẽ ra là bao nhiêu đây. Rồi bao nhiêu đó Đăng Long? Cô là 180 độ. À đúng rồi, 180 độ đó, to là 180 độ. Rồi cô mời một bạn cộng thử dùng cô coi góc A cộng góc B cộng góc C trong hình vẽ của bạn Thành. Bạn tự vẽ và bạn vẽ đo xong bạn cộng mà bạn tính, à bạn tính có được kết quả như thế này. Rồi cô mời một bạn đọc thử cho cô kết quả tổng số đo ba góc trong tam giác của bạn Thành vẽ. Cô mời anh Thư. Dạ thưa cô, là bằng 180 độ. À cũng bằng 180 độ luôn. Như vậy các bạn thấy nè, dù các bạn vẽ như thế nào đi nữa, tam giác nó lớn hay bé, ai vẽ đi nữa thì tổng số đo ba góc của một tam giác vẫn bằng 180 độ ha. Thế thì chỗ này người ta gọi cái tính chất này, người ta gọi nó là một cái định lý, và chúng ta áp dụng cái định lý này để vào làm các cái bài tập. À, và người ta gọi đó là chúng ta công nhận định lý này. Thông thường một định lý thì chúng ta hay chứng minh, nhưng mà trong phần này thì chúng ta không cần phải chứng minh, mà chúng ta sẽ áp dụng cái định lý này vào trong cái phần bài tập, biết cái tính chất vậy thôi để chúng ta áp dụng vào phần bài tập ha. Rồi vậy thì chúng ta sẽ ghi cho cô phần tính chất, à phần định lý đi ha. Phần A nhỏ định lý. Rồi còn thế nào là định lý thì chúng ta đã học ở bài số 7 rồi. À, định lý này nói về tổng ba góc của tam giác, cho nên người ta có nói là tổng ba góc của một tam giác bất kỳ ha. À, tổng ba góc của một tam giác mà người ta không nói gì thêm, tức là tam giác bất kỳ, thì bằng 180 độ. Tổng ba góc của một tam giác thì bằng 180 độ. Rồi bây giờ chúng ta áp dụng cái định lý này vào trong cái bài tập của mình thì mình sẽ trình bày như thế nào. Nói thì mình nói bằng lời như thế, nhưng khi trình bày toán học thì chúng ta phải sử dụng ký hiệu toán học. Rồi phần B nhỏ chúng ta áp dụng định lý này. Ví dụ cô cho như thế này, là cô cho tam giác ABC, cô không cho hình vẽ mà cô ghi bằng lời, cho tam giác ABC có góc A bằng 90 độ thôi. Rồi, góc B bằng 50 độ. À, cô yêu cầu là tính góc C, tính số đo của góc C. Đó, vậy thì chúng ta sẽ thấy là mình đã học một cái định lý, đó là tổng ba góc của một tam giác thì bằng 180 độ. Thì tam giác là tam giác ABC hay tam giác DEF hay tam giác gì đi nữa, ai vẽ đi nữa thì nó cũng luôn luôn bằng 180 độ. Cho nên chỗ này chúng ta sẽ sử dụng cái định lý này, chúng ta trình bày như thế nào. Đó, vậy tam giác này nè, tên là tam giác ABC thì các bạn ghi cho cô là tam giác ABC. Rồi, thay vì nói là có tổng ba góc bằng 180 độ thì các bạn sẽ ghi là có nè, ba góc của nó sẽ là góc A cộng với góc B cộng với góc C bằng 180 độ. Rồi, ghi như vậy, tức là mình đã chuyển từ cái định lý này thành công thức rồi. Bây giờ góc A là người ta cho là bằng 90 độ thì dưới chỗ góc A này các bạn sẽ thay cho cô là 90 độ. Cộng với góc B là 50 độ, các bạn sẽ ghi đây 50 độ. Cộng với góc C, mà góc C là chưa có, cho nên các bạn sẽ ghi cho cô góc C xuống. Này, ghi góc C xuống đây. Rồi, hạ 180 độ xuống đây. Đó, bây giờ muốn tính số đo của góc C, thì các bạn sẽ lấy 180 độ trừ đi 90 độ, trừ đi 50 độ. Và cái phép trừ này các bạn viết cũng được, không viết cũng được, miễn là các bạn sẽ viết được cái định lý này ra là như thế này ha. Rồi kết luận là góc C sẽ bằng, rồi, nếu viết phép tính thì các bạn sẽ ghi ra đây, 180 trừ 90 độ trừ 50 độ. Còn bạn nào không viết nhận luôn càng tốt, cô không trừ điểm chỗ này, thậm chí còn khuyến khích ha. Này, góc C này sẽ bằng 40 độ. Đó là những bài toán mà áp dụng để tính góc mà không cần phải vẽ hình, dựa vào định lý tổng ba góc trong tam giác để chúng ta tính số đo của một góc nào đó trong tam giác khi biết hai góc kia. Rồi. Tuy nhiên cũng có những bạn rất là cẩn thận, khi mà cho cái hình vẽ như thế này thì các bạn vẽ hình ra góc bằng 90 độ, góc bằng 50 độ rồi tính ra góc kia thì sau khi tính xong nó cũng vẫn bằng, hoặc là đo lại nó vẫn bằng 40 độ. Rồi, vừa rồi cô có nói đến một cái tam giác mà có một góc A này bằng 90 độ. Vậy thì cái góc
cái tam giác nào mà có một góc bằng 90 độ như thế á, thì ta gọi cái tam giác đó là tam giác vuông. Vậy thì áp dụng vào tam giác vuông thì chúng ta sẽ áp dụng cái định lý này như thế nào? Bây giờ các bạn sẽ qua phần tiếp theo, đó là phần số 2. Đó là áp dụng vào tam giác vuông. 2 nhỏ áp dụng định lý tổng ba góc này vào tam giác vuông. Áp dụng vào tam giác vuông. Rồi, thứ nhất chúng ta vừa nói về tam giác vuông là tam giác như thế nào. Phần A nhỏ chúng ta định nghĩa về tam giác vuông. Rồi, cô mời một bạn nhắc lại cho cô tam giác vuông là tam giác như thế nào. Rồi, cô mời Phan Bá Đạt. Dạ thưa cô, tam giác vuông là tam giác có hai góc nhọn phụ nhau. Đó là tính chất à. Còn tam giác vuông chúng ta nhận biết nó bằng cách là chúng ta sẽ nhìn vào nó có một góc vuông nha. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ ghi cho cô là tam giác vuông là tam giác có một góc vuông, tức là có một góc bằng 90 độ. Tam giác vuông là tam giác có một góc vuông, rồi tức là bằng 90 độ. Rồi, thế thì ví dụ người ta có thể mô tả bằng lời là tam giác ABC có góc A bằng 90 độ hay góc B góc C gì đó bằng 90 độ, tức là mình hiểu tam giác là tam giác vuông. Hoặc người ta nói là tam giác ABC vuông tại A thì chúng ta cũng hiểu đó là tam giác có một góc vuông. Rồi, bây giờ cụ thể nha. Ví dụ như là đối với cái tam giác ABC mà mình vẽ nó có một góc vuông thì cái góc vuông đó mình sẽ vẽ như thế nào? Rồi, chẳng hạn đây. Có hai cách, một cách á thường là khi vẽ tam giác vuông thì chúng ta sẽ sử dụng eke để chúng ta vẽ. Tuy nhiên là khi sử dụng khi vẽ tam giác vuông chúng ta có thể căn cứ vào cái ô ly tập để chúng ta vẽ cho nó nhanh. Ví dụ trên hình vẽ này cô đang vẽ các tam giác này, cô dựa vào cái ô ly nè. Đó, thế thì bây giờ cô vẽ một cạnh trước nè. Rồi cạnh thứ hai cô lại vẽ nó theo cái đường ô tập thứ hai này. Đó, để cô xác định nó là tam giác vuông thì chúng ta mới vẽ như thế này. Rồi sau đó thì chúng ta vẽ được cạnh thứ hai xong. Rồi sau đó chúng ta sẽ nối hai cạnh này lại với nhau. Rồi, nối hai cạnh này lại với nhau từ đây đến đây. Đó. Rồi các bạn dùng thước để các bạn vẽ ha. Thì các bạn sẽ thấy được là ta có một cái tam giác kiểu như thế này. Rồi cô đặt tên cái tam giác. Chẳng hạn chỗ này cô đặt đây là chữ A. Rồi chỗ này đây là chữ B. Và chỗ này đây là chữ C. Vậy chỗ này nó vuông ở chỗ này. Thì chỗ này cô đánh dấu một cái hình vuông nhỏ vào đây. Rồi, nếu vẽ như vậy thì mình sẽ hiểu là tam giác này là tam giác vuông tại A. Nhưng bây giờ nếu chữ B này nè, nó nằm ở dưới chỗ chữ A này. Đó, nó nằm dưới ngay cái chỗ chữ A, nó đổi thành chữ B. Ở đây là chữ B. Và trên này á, nó lại đổi thành chữ A. Thì lúc này ta nói tam giác này là tam giác vuông tại B rồi, chứ không phải vuông tại A nữa. Tức là nói vuông tại đâu thì lúc đó cái góc nó sẽ bằng 90 độ. Và khi vẽ chúng ta phải lưu ý điều đấy. Chỗ tam giác này thì vuông tại A. Rồi, khi có tam giác này vuông tại A thì áp dụng cái định lý tổng ba góc trong tam giác này vào trong tam giác vuông là áp dụng như thế nào? Thì người ta thấy nè, dù tam giác vuông hay tam giác thường hay tam giác to hay tam giác nhỏ gì đó vẽ ra xong thì tổng ba góc cũng bằng 180 độ. Cho nên người ta mới có tiếp một cái định lý liên quan đến tổng ba góc, liên quan đến tam giác vuông. Đó là trong một tam giác vuông thì hai góc nhọn phụ nhau. Hai góc nhọn có nghĩa là góc nào? Ví dụ cô vẽ tam giác này vuông tại A thì góc nhọn nó còn lại sẽ là góc B và góc C, này là hai góc nhọn phụ nhau. Bạn nào giải thích cho cô cái từ phụ nhau này nghĩa là sao? Phụ nhau nghĩa là sao? Cô mời bạn Thư. Dạ thưa cô, là phụ nhau có nghĩa là bằng 90 độ. Đúng rồi, phụ nhau có nghĩa là cộng lại bằng 90 độ ha. Mỗi góc bằng bao nhiêu không biết, nhưng hai góc đó cộng lại bằng 90 độ. Góc B này cộng với góc C này ra 90 độ. Góc B bên hình này cộng góc C bên hình này cũng bằng 90 độ. Cho nên người ta dùng từ đó là phụ nhau. Còn các bạn không có nhớ cái từ phụ nhau thì các bạn phải chuyển thành là trong tam giác vuông hai góc nhọn cộng lại bằng 90 độ, cô cũng chấp nhận ha, chứ không nhất thiết là phải học từng từ giống như trong này. Đó là chúng ta sẽ có B nhỏ phần định lý. Rồi, B nhỏ ha.
định lấy. Rồi, chúng ta vừa nói định lý này áp dụng vào tam giác vuông thì chúng ta sẽ có là trong tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau hoặc là nhớ thành hai góc nhọn cộng lại bằng 90 độ. Trong tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau. Rồi, thế thì đối với cái hình tam giác ABC này, chúng ta sẽ áp dụng cái định lý này để chúng ta làm như thế nào? Rồi, phần C nhỏ áp dụng. Đó, bất cứ một cái định lý nào khi chúng ta tìm hiểu đến thì chúng ta luôn luôn sử dụng nó để làm toán. Cho nên bao giờ khi giới thiệu định lý xong, cô cũng hướng dẫn các bạn là phần áp dụng nè. Rồi, chẳng hạn như bây giờ cô nói là cho tam giác ABC. Cho tam giác ABC vuông tại A. Rồi, cho tam giác ABC vuông tại A. Góc C bằng 40 độ. Rồi, cô yêu cầu tính góc B. Rồi, thế thì lúc này các bạn sẽ trình bày, thay vì các bạn trình bày giống như trên là góc A cộng góc B cộng góc C bằng 180, thì đối với tam giác vuông các bạn có một cái cách trình bày nó khác hơn một chút ha, để người ta biết đó là tam giác vuông, để các bạn nhận đó là tam giác vuông thì các bạn sẽ viết như thế này. Là tam giác này tên là tam giác ABC, cho nên khi làm toán chúng ta nhớ định lý nhưng chúng ta phải viết là tam giác nè. Tên tam giác đó là ABC nè. Có điều đặc biệt đó là vuông tại A thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng ký hiệu là góc A bằng 90 độ nè. Đó, tức là người ta nhìn thấy đây là tam giác có một điều đặc biệt đó là tam giác vuông. Thế thì áp dụng cái định lý hai góc nhọn này phụ nhau thì chúng ta sẽ ghi có nè. Thay vì dùng từ là hai góc nhọn phụ nhau thì hai góc nhọn bây giờ nó tên là góc B và góc C. Thì bây giờ mình sẽ ghi nè, góc B cộng với góc C bằng 90 độ. Rồi, góc B cộng góc C bằng 90 độ. Rồi, sau đó các bạn sẽ tính số đo, thay số đo của góc C vào, thay số đo của góc B vào để các bạn tính ra số đo của góc B, thay số đo của góc C vào ha, để tính góc B cho cô. Góc B này là chưa có số đo cho nên chỗ này các bạn sẽ ghi góc B cộng góc C là 40 bằng 90. Đó, rồi góc C này, góc B này sẽ lấy 90 trừ 40 nhẩm ra bằng 50. Khỏi cần đi phép tính cũng được. Rồi, đó là áp dụng vào cái tam giác vuông ha. Hồi nãy á cô cho các bạn vẽ tam giác vuông theo dòng kẻ. Rồi, bây giờ cô hướng dẫn các bạn một cái cách vẽ tam giác vuông nữa mà chúng ta không có dòng kẻ, ví dụ như trong giấy ô ly hoặc là trên bảng không có dòng kẻ thì chúng ta sẽ vẽ như thế nào, thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng eke để chúng ta vẽ. Cô ví dụ trong cái trường hợp này, nếu người ta yêu cầu vẽ hình luôn thì chúng ta sẽ vẽ cái hình này theo cái cách như thế này đây. Bây giờ muốn vẽ được á thì chúng ta phải sử dụng eke, muốn vẽ góc vuông thì phải sử dụng eke thôi. Rồi, chúng ta có một cái eke đây. Rồi, ví dụ giờ cô vẽ cái tam giác vuông vào vị trí này theo dòng kẻ thì giống hồi nãy chúng ta làm rồi. Bây giờ cô sẽ vẽ nó theo cái cách là không có sử dụng dòng kẻ nữa mà cô sử dụng cái góc vuông nó nằm ở phía trên. Thì bây giờ cô sẽ đưa cái eke này nè, đưa cái eke này xuống vị trí mà cô cần vẽ. Rồi, ví dụ đây. Ví dụ vị trí cô cần vẽ cái tam giác đó là cô muốn vẽ nó vào cái chỗ này. Đó. Thế thì các bạn nhìn thấy nè, cái eke này nó có cái góc vuông ở đây. Bây giờ cô muốn vẽ thì cô sẽ vẽ nó theo cái cạnh của eke này thôi. Cô vẽ một đường theo cạnh bên này. Đó, cô vẽ một đường nữa theo cái cạnh phía bên này. Đó, sau đó thì cô lấy cái thước eke này ra. Rồi, bỏ nó ra ha. Đó, bây giờ cô muốn kéo dài cái cạnh này ra nữa cũng được, mà cô muốn là cái tam giác này nó nhỏ thôi thì cô lại thêm xóa bớt cái cạnh dưới này đi, ví dụ như thế. Rồi, xóa bớt này đi ha. Rồi, bây giờ kéo dài ra nó sẽ bị vướng vào cái phần điểm kia rồi, cho nên cô sẽ sử dụng cái cạnh này nó ngắm bớt lại. Sau đó cô sẽ nối
nối cái cạnh này nè, hai cạnh này lại với nhau, từ đây qua đây cô nối nó lại. Rồi, để cô chuyển nó thành cái màu trắng luôn đi cho nó cùng với cạnh của nó. Rồi nối từ đây qua đây. Đó. Thế thì bây giờ cái góc vuông của nó sẽ nằm ở đâu? Góc vuông của nó nằm ở đây nè. Đó, cho nên các bạn thấy là có khi người ta vẽ sẵn cho mình góc vuông nằm trên này. Bây giờ ta bảo là tam giác này vuông tại A thì chỗ này các bạn sẽ ghi chữ A đây. Rồi góc B bằng bằng 50 độ, góc C bằng 40 độ thì góc B nó sẽ lớn hơn góc C. Vậy góc B ở đây, góc C ở đây. Đó là cái tam giác vuông mà khi chúng ta sử dụng eke mà chúng ta vẽ không theo dòng kẻ thì chúng ta sẽ đặt cái góc vuông nó như vậy thì mới đúng được, chứ không thôi là các bạn vẽ đại là nó không có đúng được ha. Các bạn phải dùng eke để các bạn vẽ cho cô. Rồi chiều nay thì các bạn sẽ mở cái phần Microsoft Teams để các bạn thực hiện nhiệm vụ làm bài tập như mọi bữa ha. Còn những bạn nào mà tham gia kiểm tra thì chúng ta sẽ tham gia kiểm tra từ 3 giờ đến 4 giờ, sau đó thì các bạn sẽ hoàn thành phần bài tập sau cũng được. À, nhưng mà ý ra đây. Kiểm tra lại có cần lên nhóm này ngồi lên không cô? Sao em? Là có cần lên ngồi trước camera không? Có hay chứ. Như bình thường chứ, phải ngồi trước camera, bật camera để cô giám sát chứ, đâu phải là không phải là cô không đưa được link đâu, mà làm như ngày hôm qua vẫn bật camera, cô vẫn gửi cái bài xem nhiệm vụ làm giống y như ngày hôm qua. Là cô khác canh hả cô? Cô canh.